Chào cả nhà, chào cả nhà đã xem clip này của Na hôm nay nha. Hôm nay thì clip này của Na sẽ chia sẻ cái quy trình dưỡng da ban đêm và buổi tối của Na trước khi đi ngủ. Thì Na sẽ làm những cái bước sau để mà dưỡng quy trình dưỡng da để da da luôn khỏe, đẹp, trẻ và chống lão hóa cho da nhé. Và da sáng mức mịn căng nữa. Thì bây giờ đây, bước đầu tiên luôn luôn sẽ là bước nước hoa hồng để mà vệ sinh da sạch nè, rồi giúp cho những cái dưỡng chất sau đó được thẩm thấu tốt nhất nè, và giúp cho sau khi lỗ chân lông sáng, trẻ hóa da, sáng da, hồng da, và còn giúp nữa là ngăn ngừa mụn, giúp cho da luôn sạch khỏe, sạch sâu từ bên trong nha, và cũng là cân bằng độ ẩm cho da, cân bằng độ pH và điều tiết bã nhờn cho da nữa. Ướt miếng bông nha cả nhà. Rồi lau. Trời nắng thì Na hay để nước hoa hồng ở trong tủ lạnh đó, trong ngăn mát của tủ lạnh. Khi mà lau thì cảm giác rất là đó. Rồi mình lau môi nữa nha. Rồi mình lau cả vùng mắt nữa. Lau lên hết nha cả nhà, và lau cả vùng cổ nữa. Rồi khi da còn đang ẩm như này thì tiếp theo sẽ là bước serum nha. Mình nhỏ một vài giọt serum collagen ra tay nha, ra lòng bàn tay, sau đó thì chấm lên 5 điểm. Đó, rồi sau đó thì mình sẽ thoa đều và sẽ thoa massage serum collagen lên nha. Vì serum collagen có tác dụng là giúp nó là ở dạng lỏng cho nên là nó thấm sâu vào da, giúp cho da chống lão hóa, căng mướt, sáng da, đều màu da, và dưỡng cho da luôn được mướt, mịn, ẩm. Bởi vì nó có collagen này, có vitamin C, vitamin E, vitamin B3, glycerin và cả avocatin để dưỡng trắng sáng cho da nữa nhé. Rồi, tiếp theo sau đó thì mình sẽ dùng kem dưỡng mắt nha. Kem dưỡng mắt đây, để trị quầng thâm mắt nè, trị bọng mắt nè, chống nhăn cho vùng da mắt nè, xóa nhăn vùng da mắt, làm sáng vùng da mắt, và bảo vệ da trước những cái tác hại từ tia UV, từ ánh nắng, từ những cái bức xạ điện từ của máy tính, màn hình máy tính, màn hình điện thoại nữa nhé. Đều ra vùng mi luôn nha, để cho cái vùng mi được dưỡng chất để nó có thể dài mi. Tiếp theo đó là kem phay nhé. Kem phay là để dưỡng trắng sáng mịn da, chống lão hóa, ngăn ngừa mụn, có thể điều trị nám, làm mờ nám, tàn nhang, đồ mồi, giúp căng da, nâng cơ và giúp cho da thon gọn nè, săn láng mịn xe khít lỗ chân lông nha. Vuốt lên nha cả nhà, luôn luôn là mình vuốt lên nha.
Sau cái bước dưỡng kem face thì sẽ là dưỡng mi nha. Của Na dưỡng mi đây, để dưỡng cho cái lông mi nó dài á. Vì một thời gian thì Na đã sử dụng nấu mi á, nhưng mà mi bị rụng rất là nhiều luôn. Và bất kỳ ai nấu mi, có nấu mi đẹp tới đâu, tốt tới đâu, giỏi đâu thì cũng vẫn sẽ bị rụng mi thật. Và khi rụng mi thật thì cái gốc mi của mình nó rất là yếu. Và vì thế thì ta đã dùng dưỡng mi thì giúp cho mi nó dài ra, và bất kỳ lúc nào mình cũng thể dùng được, vì nó chỉ từ những cái dầu dưỡng, những cái dưỡng chất thôi. Và dưỡng mi á, thì thoa bất kỳ lúc nào cũng được nha, và không có gây cay mắt hay sốt rát mắt gì hết á. Dưỡng cho vùng mi rất là tốt. Bạn nhìn mi của Na nè, mình nhắm mắt cho bạn thấy mi của Na nha, nó dưỡng cho mi dài dày á. Mình mở ra như thế này nè, đó, bên trong chỉ là những dưỡng chất thôi, dầu dưỡng rất là tốt, như là dầu castor nè, dầu argan nè, dầu dừa, dầu ô liu, vitamin E vân vân. Mình chút luôn cả mi dưới luôn nha. Rồi, bước cuối cùng là Na sẽ xịt khoáng nha đam nè. Xịt khoáng nha đam thì xịt khoáng nha đam sẽ lớp kháng khuẩn nè, giúp giữ cái lớp này mà mình dưỡng nó được tốt hơn nè. Rồi nó giúp cho da the mát, dễ chịu nè, và cấp những cái khoáng chất dưỡng chất cho da nè. Cho nên là nếu như bạn nào mà có làm việc ở văn phòng máy lạnh này, ít uống nước này, da hay bị khô, hoặc là da đổ mồ hôi nhiều này, hoặc là mới tập gym, hoặc là đi trời nắng về, thì bất cứ khi nào bạn cũng có thể dùng xịt khoáng nha đam để xịt lên vùng da mặt hoặc cả vùng da body để làm mát, làm dịu da, cấp khoáng chất cho da, giúp kháng khuẩn cho da, giúp dưỡng da, nuôi dưỡng da sáng mịn nha. Xịt từ xương thôi, và để trong vòng mình vỗ xíu nè. Các bạn có thể thấy nước ở trên vùng da mặt của Na, các bạn thấy không? Tại vì qua Na quay trong phòng ngủ của Na nó hơi tối á. Na không có đầu tư giống như nhiều bạn đầu tư một cái đèn sáng lớn chiếu sáng hắt thẳng vô mặt, mà Na chỉ dùng đèn phòng thôi, nên là, và Na đang ngồi ngược lại với đèn nữa, đèn hai bên mình đang ngồi ngược lại nó bị hắt ánh sáng, trời nó hơi tối. Nhưng mà Na quay cho các bạn xem nè, và các bạn để tầm 5 phút là những cái dưỡng chất nó thẩm thấu sâu hết rồi, không cần phải lau đi đó. Vậy là Na đã có thể yên tâm đi ngủ. À, ngoài ra nữa là Na còn dùng son dưỡng môi nha. Đây là cây son dưỡng môi mà Na đã từng chia sẻ, là son dưỡng môi từ thiên nhiên á, sẽ giúp cho môi mướt mịn, điều trị thâm môi, không có để môi bị khô sần, nứt nẻ, sốt rát, mà dưỡng môi rất là mướt. Thì mình thoa một cái lớp son môi hồng hồng trước khi đi ngủ nữa nha. Đây là cây son dưỡng môi bên Na, có hai màu là màu đỏ cam và màu hồng baby nha. Đó, để cho tùy bạn, nhiều bạn muốn lựa chọn gì Na xài cũng gần hết rồi đó. Và con Na thì nó gỡ đề can của son môi luôn. Các bạn thấy bóng liền không? Bóng liền so với vùng môi ở trên, thấy không? Đó. Và đó là môi bóng mịn. Rồi, là mình sẽ ngủ ngon với một cái khuôn mặt rất là đẹp và rất là đẹp da, và rất là tự nhiên, không có bị khó chịu bí rít gì hết, và nhìn giống như là bình thường thôi, và mình sẽ đi ngủ. Đây là quy trình dưỡng da của Na vào ban đêm. Còn quy trình dưỡng da ban ngày của Na cũng là tất cả những bước như thế này, nhưng ngoài ra còn có kem chống nắng để mà chống nắng cho da khi mà mình đi ra ngoài hoặc là khi mình ở nhà. Nhưng đó là quy trình dưỡng da ban đêm của Na. Còn ban ngày thì chỉ có thêm bước kem chống nắng thôi, để khi mà mình đi ra ngoài thì hoặc là bạn ở trong nhà thì những cái ánh nắng có chiếu vào da của bạn á, hoặc là xuyên qua cửa kính hay gì đó, thì nó cũng vẫn không có ảnh hưởng tới da của bạn, vì đã có kem chống nắng bảo vệ da. Thì cũng Na đã từng có làm một clip nên Na đã xài kem chống nắng rồi, thì đó là dưỡng da ban ngày. Và kem chống nắng dùng được cho mặt và cả body luôn đó. Còn body thì Na đã dưỡng kem body sau khi tắm. Sau khi tắm xong thì da lúc đó là mát mịn nhất và thoát lỗ chân lông nhất, thì mình nên dưỡng kem body, kem trị thâm hay kem tăng mỡ, hay là kem ngăn ngừa và trị rạn da, thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều đó. Và
đó là quy trình chuyển giao rất là nhanh của Na thôi, chưa mất được chưa đầy được 50 phút nữa là xong rồi. Còn Na cũng đã làm cái clip là tiếp tẩy trang da rất là nhanh, từ dầu tẩy trang và sữa rửa mặt thôi. Thì có gì các bạn hãy xem, like, share, đăng ký và tìm xem những cái clip của Na nha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem clip này của Na nhé. Chúc cả nhà ngủ ngon nè.